tôi và nếu như Lan Ngọc cùng với công ty Lion sẽ làm một cái gọi là đi tìm niềm vui. Dạ. Trước mắt là để cho tất cả chúng tôi đều được vui cái đã. Còn mọi người có vui không thì hên xui. Làm sao vậy? Nani? Hai. Thì sao? Tâm trạng của bác như thế nào trước cái giây phút mà mình chuẩn bị đi lên băng đen để thực hiện cái chương trình đi tìm niềm vui á? Đó, tâm trạng của bác đó. Em bị trừ 1 điểm thanh lịch. Mọi người đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tham gia cái chương trình này. Còn bác thì bác đã chuẩn bị gì để tham gia cái chương trình này? Chương trình này nó sẽ luôn phải gắn liền với bác. Mà em biết bác là cái gì? Bác sĩ. Như vậy thì bác chuẩn bị cái gì? Đó là một chiếc ống nghe, một chiếc áo blue. Tôi sẽ mang tâm hồn của tôi, nghề nghiệp của tôi đến tất cả mọi nơi trên nước Việt Nam này để có thể mang được những điều tốt đẹp nhất cho tất cả các em bé. Trời ơi, giống như hoa hậu quá. Giống vậy. Vâng, cảm ơn 30 giây vừa rồi của bác chuyển sổ.